Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, vùng áp thấp nóng phía Tây có cường độ yếu dần nên ngày hôm nay, nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm, chỉ còn từ 33 đến 36 độ. Và từ đêm nay, do chịu tác động của rãnh mây dông ở phía Bắc nên Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và dông với nhiều điểm mưa vừa, mưa to, khiến nhiệt độ ngày mai 16 tháng 7 tại khu vực này chỉ còn từ 33 cho tới 35 độ. Tại Trung Bộ, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong nền nhiệt từ 35 cho tới 37 độ và có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp 55 đến 60% vẫn tạo cảm giác oi bức, nóng rát. Sang đến ngày mai, 16 tháng 7, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong nền nhiệt từ 35 tới 38 độ và có nơi trên 38 độ. Với xu hướng hoạt động mạnh dần của gió mùa Tây Nam mà khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ tiếp tục gia tăng lượng mưa rào và dông vào chiều tối. Trong mưa dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Ban ngày trời có nắng gián đoạn, nền nhiệt vì vậy cũng tương đối dễ chịu khi dao động quanh ngưỡng là từ 28 cho tới 31 độ ở Tây Nguyên và 30 tới 33 độ ở Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2023 có tên quốc tế là Talim. Hồi 13 giờ trưa nay, vị trí tâm bão vào khoảng 18 độ Vĩ Bắc, 118,1 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, khoảng 880 km về phía đông, đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10. Trong 24 giờ tiếp theo, vị trí tâm bão ở vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 570 km về phía đông, đông nam. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km và cường độ tiếp tục mạnh thêm. Do ảnh hưởng của bão nên trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Vùng biển phía Đông, khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Thưa quý vị, hiện cũng bắt đầu bước vào mùa mưa bão, việc chủ động phòng chống cho cây trồng là điều cấp thiết lúc này. Do đó, bà con cần chú ý thực hiện một số công việc sau đây. Cắt tỉa cành vượt, cành đan chéo nhau, phần ngọn để hạn chế chiều cao của thân chính. Bên cạnh đó, chẳng néo thân cây hoặc cành lớn theo ba hướng để hạn chế đổ ngã. Đối với cây đang mang trái thì thời kỳ thu hoạch cần chủ động thu sớm, tỉa bỏ bớt trái trên chùm để tránh va đập gây hư hỏng hoặc rụng trái. Đối với vườn có hệ thống đê bao và mương tốt thì nên khống chế mực nước trong mương dưới mặt líp dưới 40cm. Xẻ mương rãnh thoát nước để tăng tiêu thoát nước, tránh gây ngập úng cục bộ. Đối với những vườn đang trong giai đoạn xử lý khô hạn để tạo mầm hoa, sử dụng màng ni lông không thấm nước làm mái che trên mặt líp và chú ý thoát nước trong vườn nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của mưa bão đến hiệu quả xử lý ra hoa. Và như thường lệ, trong phần thời lượng cuối của bản tin ngày hôm nay là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời bà con cùng theo dõi.